Câu vừa đủ xài. Câu trước hết thì Quốc Thái xin phép được chào thân ái đến tất cả quý vị. Cảm ơn anh đã tặng cho Quốc Thái cái hoa này. Và xin chúc cho quý vị có một buổi tối nghe nhạc thật là vui. Quốc Thái nghe được là nhiều tiếng hát khác nhau, hay quá luôn. Tối hôm nay ngoài trời mưa tầm mưa tã, mưa dữ dội, mưa từ buổi sáng đến giờ và tối nay cũng còn mưa. Đó tiếp chị Hồng Hồng với lại Thiên Sá Diệu Thi và tất cả các bạn. Thưa quý vị, lựa một bài hát ra đây tối nay để hát hẳn cái gì mà dính mưa nghe hay các bạn. Xin mời quý vị thưởng thức sau đây nha.
chưa văng bóng lấy phần hòa âm của nhạc sĩ Quốc Thảo. Quý vị trao Thảo trong tay quý vị. One more. Vâng, nhạc sĩ.